cưng xỉu với chú chó Tiểu Phán suốt ngày bị con ghẻ đổ ăn. Đang làm chính thức ngon lành tự nhiên thành con sen, đương nhiên phải cay chứ. Mà thà như bao nhiêu thanh niên cắn răng chịu đựng, thì thanh niên này chọn cách phản kháng, cơ mà theo cái cách hơi hèn một chút. Nhìn thấy cảnh mẹ mình và thằng con lắm lôn tên Tiểu Phán kia hạnh phúc bên nhau, nên chàng trai không chịu được, anh phải tìm cách chia rẽ mới vừa cái nư của mình. Thế là mỗi ngày, anh luôn luôn tìm cách đổ oan cho Tiểu Phán, hòng làm cho mẹ mình nhìn thấy và nghĩ rằng thằng con cưng của mình hư hỏng đến mức nào. Nghĩ là làm, thanh niên lừa Tiểu Phán vào bếp và giả vờ lau bàn, sau đó hất bể cái chén luôn. Trong khi em Tiểu Phán còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì chàng trai đã kêu mẹ thất thanh rồi đổ tội cho Tiểu Phán bên cạnh. Tiểu Phán lúc này cũng biết là mình bị lừa, khổ nỗi là không có nói được nên cứ gâu gâu minh oan cho mình. Cơ mà anh chàng đã đánh giá thấp tình yêu của mẹ mình dành cho thằng con trai ruột rồi. Nhìn là cũng biết ai làm liền. Thành ra có người vừa bị mẹ đánh đòn, vừa phải dọn bãi chiến trường mình gây ra. Quân tử trả thù, 10 năm chưa muộn. Anh chàng nghĩ việc làm bể chén trong khi Tiểu Phán còn đứng chưa tới cái bàn, nên mẹ không tin là cũng đúng. Lần này, anh chọn cái vừa tôm Tiểu Phán hơn, đó là thùng rác. Vẫn là chiêu bài cũ, anh ta đổ giỏ rác ra ngoài rồi lại mét mẹ Tiểu Phán đã làm đổ thùng rác. Tiểu Phán đương nhiên là không làm, sẽ không nhận. Nó vừa cãi tay đôi với tên lương lẹo kia, vừa minh oan với mẹ mình. Nhìn mặt chiếc chó này như kiểu muốn đớp cho cái tên ném đá dấu tay kia một phát lắm luôn. Mà có mẹ nên đành nhịn. Sau vụ việc vừa rồi, có lẽ anh chàng cũng thành công hơn một xíu khi mẹ đã mắng nhẹ thằng con cưng của mình. Nhưng không vì thế xông lên, chàng trai liền nói chuyện với Tiểu Phán và hai người bắt tay giảng hòa. Cơ mà Tiểu Phán đúng kiểu ở hiền gặp phiền, không bị vu oan thì bị tiếng hát ông Tào địa phủ làm mình tỉnh giấc phải bỏ ra ngoài vì bất lực. Hên là cái nhà này có mẹ cưng như trứng mỏng, chứ không cho em bỏ đi vì tên sẽ mất nết kia lâu rồi. Cái gì vậy anh ơi? Cơ mà chàng trai này sao lại có thể bỏ qua cái kế hoạch đá con tiểu tam kia ra chuồng gà được chứ? Giảng hòa chỉ là một phần trong kế hoạch để Tiểu Phán xóa bỏ nghi ngờ với mình mà thôi. Anh chàng giả vờ kêu Tiểu Phán lên giường ngủ cùng, sau đó đợi em ngủ say thật say và liền mét mẹ chiếc chó này dám trèo lên giường ngủ. Tiểu Phán đương nhiên lúc này đã biết mình làm sai. Nó nhìn anh chàng mà ánh mắt rất chi là trìu mến, kiểu từ giờ Cao sẽ không tin nửa lời nào của mi hết, rồi vội vàng bỏ chạy trước khi giông bão kéo đến. Thanh niên kia đương nhiên là được nước lớn tới, lần này còn không tha luôn cả hộp phấn nền đắt tiền của mẹ. Tiểu Phán lại bị đổ oan, nhưng nó đã chịu đựng đủ rồi, liền gương cổ lên cãi cho bằng được, vì nó tin rằng dù nó có làm gì thì mẹ cũng sẽ tha thứ cho mình thôi mà. Và lòng tin của hẻm đã đúng. Trong một lần lỡ không kiềm chế được cái bụng của mình với đĩa thịt quay trước mặt, Tiểu Phán đã lỡ chạm nhẹ môi vào cái đùi và bị sếp phát hiện. Đương nhiên làm sai là phải bị phạt. Mẹ xuất hiện và dạy dỗ ẻm. Chàng trai tưởng rằng chuyến này mình có thể trở về vị trí vốn dĩ là của mình thì không. Anh phát hiện đĩa thịt quay đó là mẹ mua cho Tiểu Phán. Mẹ để ở ngoài để xíu nữa cho Tiểu Phán ăn. Sau khi bị anh vu oan còn giả vờ kéo Tiểu Phán vào bếp để phạt bằng cách cho ăn thịt vịt no căng. Chàng trai đương nhiên là cạn lời, nhưng anh không tin vào sự thật này. Kết quả là bị Tiểu Phán đang có mẹ chống lưng chửi cho một trận. Tuy nhiên, trận chiến giành lại vị trí chính thức vẫn diễn ra mà thôi. Quan trọng là bên khởi nghĩa bên bị đến mức nào. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.